để mà chúng ta có thể giải phóng được cái cảm xúc khổ đau bên trong mình. Chúng ta nhận lãnh bài học. Thế nào là nhận lãnh cái bài học? Cơ hội đi theo vấn đề. Và chúng ta trưởng thành từ vấn đề. Chúng ta trưởng thành từ nỗi đau. Nỗi đau là cánh cửa đầu tiên để tìm về chính mình. Nên nỗi đau là cánh cửa đầu tiên để chúng ta quay trở về nhà của mình, tìm lại mình và tìm về Phật tính bên trong mình. Và vì thế nỗi đau mang theo cơ hội trưởng thành. Có bài học ở đấy, có viên kim cương ở đấy, có cơ hội trưởng thành ở đấy. Nhưng hầu như chúng ta không biết và chúng ta vứt bén nó đi, anh chị. Và vì thế hãy đặt câu hỏi đúng. Bài học tôi học được ở đây là gì? Làm thế nào mà cái điều này nó tốt cho tôi?